tôi sẽ lấy con của con bé Ba giao cho con bé Hai, vì dù sao nó cũng là con của thằng Phi Bằng, cũng tốt mà. Hơn nữa sau này con bé Ba cũng dễ đi lấy chồng hơn. Có phải chuyện này cũng do dì Tư bày ra đúng không? Không, đó là ý tôi. Nhưng mà nếu là ý của con Thủy đi chăng nữa thì đó cũng là ý tốt cho gia đình mình thôi. Nó không có ý tốt gì hết, nó chỉ muốn phá nát cái gia đình này thôi. Mấy anh em trong giang hồ của con nói, người ta nói là ông cai Tổng Phước đã treo tiền thưởng, kêu mấy người trong giang hồ truy tìm hai người đó mà phải bắt sống về cho bằng được. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, con nói với mấy anh em giang hồ á, bỏ qua chuyện này đi, đừng có truy cứu nữa được không? Mà nói cái gì vậy? Giang hồ thì cũng có người này người kia chứ. Bây giờ con tính làm sao? Con tính tối nay con bàn với thằng An, kêu hai người đó trốn qua Sa Đéc đi, lánh nạn một thời gian rồi từ từ tính tiếp. Má sợ là cái tụi giang hồ á nó truy cùng đuổi tận đó. Con nghĩ chắc không đâu. Từ đây qua Sa Đéc xa lắm, tụi nó không có nghĩ thằng An với cô Thư qua đó đâu. Con tính vậy đó cũng được. Bây giờ tụi con đi Sa Đéc liền đi, dì đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi. Con cảm ơn dì, cảm ơn anh. Hai người tốt với tụi con quá. Thôi được rồi, tôi đưa hai người đi. Ừ, con đưa nó đi đi. Lẹ lên đi mày. Dạ. Thảm hồi đó rồi. Thôi trời ơi. Gì? Có chuyện gì vậy? Bà Mười đâu rồi? Chuyện gì vậy con? Tụi nó tới rồi má ơi. Bây giờ làm sao? Bà Mười đâu rồi? Làm mở cửa coi. Bà không ra mở cửa, tôi đốt nhà bà bây giờ. Má đưa hai người này ra phía sau càng nhanh càng tốt. Còn con, anh nữa. Còn anh ơi. Được, bà đừng trách tôi nha. Anh thì sao? Anh có sao đâu, tôi lo được. Đi nhanh đi. Đi. Tụi con anh đi. Anh đi nhanh đi. Lên đi. Mở cửa ra chưa? Nhanh lên. Mở cửa ra chưa? Không mở cửa tôi đốt nhà bây giờ. Hai đứa nó đâu? Nó đâu? Tao nói cho mày biết, đứa con gái mang bầu tên Thư cùng với một thằng tên An trốn ở nhà mày. Bây giờ tụi nó ở đâu? Trong nhà này chỉ có tao với má tao thôi, không có ai hết. Mày tìm thấy hai đứa nó không? Không có ai hết đại ca. Mày lục kỹ chưa? Em tìm kỹ rồi, trong nhà không có ai hết đó. Má nó. Tụi mày làm gì vậy? Má mày không có ở nhà, chứng tỏ má mày dẫn hai đứa nó đi trốn. Trốn ở chỗ nào chỉ tao biết, không tao đốt nhà mày. Mày tính làm cái gì? Làm cái gì hả? Làm cái gì hả? Nè, nói chuyện không có động thủ nha. Thằng Đặng khùng này ở khám 10 năm rồi, tao không có ngán quay lại đâu. Đi ra khỏi nhà tao. Mày là thằng khùng hả? Mày đã từng nghe công chó điên chưa? Hả? Mày... Dì đưa tụi con tới đây thôi. Dì phải về coi thằng Đặng nó làm sao nữa. Dì ơi, con xin lỗi dì làm liên lụy tới dì và anh Đặng. Liên lụy cái gì không biết nữa, toàn là nó bậy không à. Thôi tụi con đi, dì phải về á. Giúp thằng Đặng chặn tụi nó lại, không thôi tụi nó rượt lên tới đây bây giờ. Đi dì đi ơi. Bây giờ dì về nha. Dì ơi, dì cẩn thận nha dì ơi. An ơi, giờ tính sao đây? Trước mắt cứ đi càng xa càng tốt, quan trọng đứa bé phải bình an kìa. Cô Ba, mình đi thôi. Cô Ba, đi thôi cô Ba. Đi. Nhưng con ơi con. Đặng, con có sao không? Con không sao. Mà hai người đó đi chưa má? Nó đi rồi con, nó đi rồi. Hai đứa bình an là tốt rồi. Nó bình an rồi con. Mà con có sao không hả? Con không sao đâu. Con không sao đâu má. Trời ơi, anh đã nghiện ngập như vậy thì làm sao mà anh cứu tôi? Anh giúp con hả? Rồi đó, tôi hút áp phiện rồi đó làm sao. Nhưng mà tôi không có nghiện, hút cho vui thôi à. Bỏ rồi, bởi vì anh yêu em, anh thương thằng Lộc, anh sẽ cai áp phiện mà. Chúng ta sẽ bên nhau. Em tin anh nha. Nhưng mà
Còn hàng tí, còn hàng tí em à. Anh đang nói cái gì vậy? Hàng tí nó sẽ gây nguy hiểm cho em. Trời ơi, không có đâu. Tí á là nó đang giúp hai đứa mình đó. Nó tốt với em, nhưng mà nó sẽ trung thành với chủ nó. Thằng này không để cho nó sống được. Nhưng mà anh ta là ân nhân của hai đứa mình. Hiện nay á, nó còn đang canh chừng để cho em với anh không gặp nguy hiểm nữa kìa. Anh bị khùng hả? Nó là ân nhân của anh với em trước kia thôi, nhưng bây giờ nó là mối hiểm họa của hai đứa mình. Em nên nhớ, nó đang nắm bí mật anh còn sống. Chúng ta phải tự mình cứu lấy mình thôi. Mày theo dõi bà Tư cho tao. Bà Tư? Con đó nó phản bội tao, cho nên bây giờ nó không còn là bà Tư nữa. Đêm nay hoặc là những đêm sắp tới, tao chắc là nó sẽ hẹn hò với nhân tình của nó. Mày theo dõi nó và báo lại tin tức cho tao, làm được chứ? Dạ, cái vụ này. Sao vậy? Bộ khó lắm hả? Dạ, tôi không có quen. Cái chuyện nhỏ xíu vậy mà nói là làm không quen, thì làm sao mà làm được chuyện lớn đây? Mà kể cũng lạ ha, sao tao đã nhờ người theo dõi mà vẫn chưa bắt được quả tang ha. Hay là ông chủ nghi quan cho bà Tư? Mày nói bậy bạ gì đó. Thôi được rồi, mày không thích làm thì thôi, tao nhờ người khác, có gì đâu. Dạ thôi, để tôi làm. Ông chủ nói sao á thì tôi nghe như vậy. Mày chịu làm rồi sao? Dạ, cái chuyện theo dõi đâu có khó. Tôi mà làm không được á thì ông chủ đuổi việc tôi đi. Nói rất hay, nói rất hay. Vậy thì bây giờ đi làm liền cho tao đi. Dạ ông chủ.